sĩ đang chờ đợi để sải chân trên thảm đỏ của Awafina Việt Nam International Fashion Week. Nhưng có lẽ giờ đây thì tất cả mọi ánh nhìn của chúng ta đều hướng về chị Lý Nhã Kỳ. Và xin được dành vài giây cùng với chị ạ. Chị ơi, sẵn có anh Đỗ Lâm ở đây, rất là muốn lắng nghe những cái lời chúc cũng như là chia sẻ của chị về sự nghiệp cũng như là những thiết kế của anh Đỗ Lâm ạ. Trời ơi, thân với Lửa Long quá rồi, nhưng là hôm nay mà nói mấy câu xếp xú thì cũng hơi kỳ, nhưng mà thật lòng thì cũng muốn nói rằng là chúc mừng Long, bởi vì cùng đồng hành với Long rất là nhiều dự án từ những cái liên hoan phim Cannes quốc tế cũng như là trong nước, và những bộ đồng của Long luôn là cái sự lựa chọn gọi là ưu tiên của Kỳ, và rất là tự tin rằng là khi mà Long làm đồ thì Kỳ chưa bao giờ phải thử lại, bởi vì Long luôn luôn là người tinh tế trong mọi thiết kế và luôn có sự đột phá, nói chung là không bị nhàm chán mỗi lần mà Long làm sản phẩm. Vì vậy nên là chắc chắn luôn, bất cứ cái hoàn cảnh nào thì Kỳ cũng phải có mặt. Bé ơi, bé, bé. Không, Long, Long rất là cá tính em. Long có quá nhiều nghệ sĩ và ngôi sao cũng như là rất nhiều người đẹp mong chờ để diễn, nên là thật ra thì Kỳ nghĩ rằng là ở một cái góc độ nào đó thì Kỳ luôn dõi theo Long và luôn ở đồng hành cùng Long. Xin được cảm ơn chị rất nhiều và xin được cảm ơn nhà thiết kế Đỗ Long. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ với nhà thiết kế Ruby Trần. Vâng, thưa quý vị, và trên thảm đỏ của chúng ta đang có một sự nhường nhịn giữa hai nghệ sĩ với nhau, nên không biết là giới thiệu ai trước. Bây giờ lên cùng luôn nha quý vị. Ai là fan của ca sĩ Lệ Quyên đâu ạ? Và diễn viên Nhã Phương ạ? Rồi xin được mời hai chị sẽ cùng nắm tay nhau lên thảm đỏ của Awafina Việt Nam International Fashion Week ạ. Một lần nữa chị Lý Nhã Kỳ đã minh chứng cho đẳng cấp của mình ạ. Chị tiếp tục rải vàng trên thảm đỏ của Awafina Việt Nam International Fashion Week thưa quý vị. Và xin được chào đón nữ ca sĩ Lệ Quyên và diễn viên Nhã Phương. Một lần nữa chúng tôi xin được mời quý vị khách quý, xin được mời quý khán giả sẽ cùng tiến vào bên trong khán phòng và ổn định chỗ ngồi để đến với slot diễn đầu tiên của Awafina Việt Nam International Fashion Week trong đêm nay. Và trong buổi tối đêm nay còn diễn ra sự kiện bế mạc tuần lễ thời trang. Vì vậy mà chúng tôi hy vọng rằng tất cả quý vị sẽ cùng hỗ trợ với ban tổ chức quốc thầy cùng tiến vào bên trong khán phòng để sự kiện của chúng ta sẽ được diễn ra đúng theo khung giờ của ban tổ chức. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Xin được chào đón Á hậu châu Á Hà Vy Vy. Có chung mình ăn một vài ngày nữa. Rồi. Rồi.
chào đón diễn viên Trương Quỳnh Anh. Vẫn là một tạo hình rất xinh đẹp, mong manh, tựa như một nữ thần thưa tất cả quý vị. Đó chính là hình ảnh của diễn viên Trương Quỳnh Anh mang đến cho Aquafina Việt Nam International Fashion Week. Cái nốt tên á. Được chào đón stylist Hoàng Cu. Chắc chắn rằng với tạo hình ngày hôm nay của stylist Hoàng Cu sẽ có rất nhiều quý vị ngờ ngỡ và không nhận ra anh, đúng không ạ? Được giới thiệu Hoa hậu MC Kiều Ngân. Hậu Sê La Trương. Lại một nữ thần đẹp tuyệt trần trên thảm đỏ của Aquafina Việt Nam International Fashion Week, Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy. Chào đón stylist Kim Thành. Xin được chào đón nữ diễn viên ca sĩ Harry Won. Và thưa quý vị, cũng với một thiết kế của nhà thiết kế Đỗ Long, trong một đêm khác của Aquafina Việt Nam International Fashion Week thì chị Harry Won đã ẩm giải Best Dress. Và giờ đây thì tiếp tục vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy trong bộ trang phục của nhà thiết kế Đỗ Long đến với thảm đỏ của Aquafina Việt Nam International Fashion Week. Chắc
xin được chào đón CEO Banuli. Xin được chào đón doanh nhân Ngọc Thúy và doanh nhân Mai Cao Sơn. Một lần nữa chúng tôi xin được mời quý vị khách quý hãy cùng tiến vào bên trong khán phòng ổn định chỗ ngồi của mình để đến với slot diễn đầu tiên trong đêm diễn cuối cùng của Awafina Vietnam International Fashion Week. Xin được mời các vị. Trust in a smarter cotton future.